nói vậy hả? Nói nói vậy. Em nói là nghe nghe mình làm gì vậy?
Chị đang mệt đó nha, đừng có nói nữa. Rồi mà chọc xíu cho chị bớt vô, còn chị vô chị bớt mệt. Này nó nhảy tùm lum.
Nhìn lại cái cây sóc cổ xem. Rồi, hết rồi. Lên trên này đi.